Trước mặt các bạn chính là Son Heung-min nhé. Xin chào mọi người. Bây giờ là buổi trưa thành phố Bekasi của Indonesia. Hiện tại thì chúng mình đang di chuyển. Bây giờ là 12 giờ. Và chúng mình sẽ có hành trình thú vị hôm nay, đó là sẽ đi tìm kiếm siêu sao bóng đá Son Heung-min. Yes. Hồng Sơn của Hàn Quốc anh em ạ. Và bây giờ chúng mình sẽ phải di chuyển một cự ly khoảng tầm 60-70 km, mất khoảng tầm hơn 2 tiếng. Và trước khi đi đến đó thì chúng mình sẽ ăn trưa mọi người nhé. Ăn trưa xong thì chúng mình sẽ bắt đầu di chuyển. Và chúng mình sẽ có thể chờ đợi đến khoảng tầm 8-10 tiếng đồng hồ. Hy vọng là sân thành công để thấy được Son Heung-min và xin chữ ký vào chụp ảnh mọi người nhé. Ở đây có một quán McDonald's anh em ơi, và chúng mình sẽ vào đây ăn tạm nhé. Sau khi ăn xong thì chúng mình sẽ bắt taxi để đi xuống thành phố Sikarang, nơi mà đội tuyển Hàn Quốc là đóng quân. Chúng ta hãy cùng xem là quán McDonald's tại nước Indonesia thì có gì khác biệt ở Việt Nam không nhá. Có thể thấy ở đây là có những món như là có kem này, có kem này, có hamburger, có thịt gà nữa. Chắc mình sẽ ăn gì đấy, có cơm kìa. Mình sẽ ăn cơm nhé, mình sẽ ăn cơm cho nó mình no. Thank you. Ok, xong rồi, chúng ta đã có đủ những ăn của ta hôm nay. Cơm bò, khoai tây chiên và thịt gà. Mời anh em ăn nhá. Rất là ngon đấy. Yeah. Ăn xong để lên đường nhé mọi người nhá. Cùng ăn với chúng mình nhá. Cơm gà. À nhầm, cơm bò. Nhưng vẫn có gà ở đây. Ok, khoai tây cá. Ơi. Đó là xe anh em ơi, đó là xe rồi. Đây. Yes, team rồi, đây, xe đây. Vào cho e-grab nhá. Đấy, có grab anh em ạ, rất là thú vị luôn. Ở Indonesia có grab. Và chúng mình vừa xem tiền rồi. Hết khoảng tầm 200 nghìn để đi từ đây đến chỗ đó. Và cứ đi là 60 km nhá. Grab đây rẻ ở Việt Nam luôn anh em ạ. Các bạn ơi, ngay phía trước mặt chúng ta chính là một cây cầu biểu tượng của Bekasi với hình xương cá. Một cây cầu rất là lạ, đường cong như những chiếc xương của một con cá vậy. Các bạn thấy đẹp không? Hoàng thấy rất là thú vị và kỳ lạ, như là chúng mình đang lạc đến thế giới, đến thành phố khủng long và thành phố Athens của Hy Lạp vậy, rất huyền thoại. Sikarang kia rồi anh em ơi, 1 km nữa. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi anh em ơi, chúng mình đã đi tầm hơn 2 tiếng rồi và vẫn chưa đến nơi. Có vẻ như hành trình hôm nay rất là khó khăn. Mặc dù khách sạn này chúng mình đã từng ở, nhưng mà chúng mình khi quay lại thì không biết đường đâu. Và anh tài xế này chở đi thì cũng không biết đường nữa. Vừa xong thì đã xảy ra rất là nhiều vấn đề. Chúng mình phải hỏi cả công an, cảnh sát các thứ để tìm đường về khách sạn nữa. Khách sạn mà chúng mình đến là Harper Sikarang Hotel, là khách sạn lần trước mà Việt Nam ở đấy anh em. Em nhớ không? Và thật không ngờ chúng mình sẽ lại quay lại đó một lần nữa. Ngoài nhỉ? Không thể tin nổi chúng lại quay lại đó một lần nữa. Chúng ta không nghĩ chúng ta sẽ quay lại đó, nhưng mà vì chàng trai xoái ca của Hàn Quốc, chúng ta sẽ trở lại đó một lần nữa. Và anh em biết không, nếu mà vào bán kết thì chúng ta sẽ có nhiều khả năng sẽ gặp Hàn Quốc anh em ạ. Hôm nay cũng là có nhiều lần đi do thám đội hình Hàn Quốc luôn anh em nhá. Hãy cùng đón xem chúng mình nhá. Đi thật xa để trở về, chúng ta đã trở lại thành phố này và Harper Sikarang lại trở lại đón chúng ta. Hy vọng là sẽ thấy được các chàng trai Hàn Quốc. Chúng mình cũng có liều rồi, thật sự là không biết chắc chắn là họ ở đây hay không, nhưng mà cứ liều vượt một quãng đường rất xa về đây. Oh my god. Như vậy là các bạn đã nói với tôi là tôi vừa khách sạn, các bạn bảo là hôm nay Korea come back. Yeah. Korea come Bekasi. Yeah. Oh. Có nghĩa là các bạn bảo là hôm nay thì các cầu thủ Hàn Quốc sẽ đi từ Bekasi từ Sikarang. Sikarang về Bekasi. Bekasi, và đúng là khách sạn Aston luôn anh em ơi. Là Hàn Quốc đã trở về cho mình. Oh. Như vậy là đi vào, oh my god. I don't believe. Như vậy là chúng tôi đã đi một vòng tròn mà chưa gặp được các cầu thủ Hàn Quốc, mà bây giờ chúng tôi sẽ phải trở lại Bekasi. Oh my god. Really? Như vậy là đội tuyển Hàn Quốc vừa mới rời ở đây 2 tiếng đồng hồ, và họ đến Aston, khách sạn chúng tôi vừa ở đấy xong, chúng tôi vừa đi xong. Đùa. Thì chúng tôi ngồi đi với Aston thì bây giờ chúng tôi gặp Hàn Quốc rồi. You see Son Heung-min? Yeah. Yeah. All of us team Korea.
All Team Korea. Ô anh em nhìn lại video ngày hôm nay, đây là cách đây khoảng 2 tiếng trước thì Son Heung-min ở đây và kính chào các cầu thủ, cho các chàng trai em bé ở đây. Và thật đau đớn khi chúng tôi đã đến đây và không gặp Son Heung-min. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở về khách sạn ở Aston để tìm Son Heung-min nhé. Ok anh em, tôi không thể tin nổi là Son Heung-min đang ở đây. Oh my god, trời ơi. Ok anh em ơi, trước khi mình đi thì có hai bạn Indonesia, yes, bạn hỏi là trên YouTube mình là gì? Yes, subscribe, subscribe luôn. Ok, thank yeah. you. Chúng tôi sẽ có những hành trình tiếp theo rất là thú vị. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok. Ok. Thank you. Yeah. yeah. Bây giờ chúng mình đặt xe trở lại khách sạn Aston anh em nhá. Phải nói là quá là đáng lòng luôn nhưng không sao. Vẫn là một cái hành trình rất thú vị đúng không anh em? Một hành trình không thể tin nổi. Ngồi xe 2 tiếng đồng hồ lên đây để ghé tin là như phim Hollywood luôn anh em ạ. Không sao. Bây giờ chúng tôi quay trở lại đuổi theo xe Hàn Quốc. Ok. Bắt đầu là anh em. Bây giờ là 3 giờ chiều và chúng mình đang trở lại khách sạn anh em nhé. Chúng mình chỉ lo đến muộn quá đi, cầu thủ lại đi tập rất rồi lại không gặp được thì hơi buồn. Chúng ta đã đi song song qua nhà, đi vô tình đi qua nhau đúng không? Giống như đi một vòng trái đất vậy. Chúng ta ngồi đây mà bạn kia ngồi đây. Xong rồi chúng ta đi một vòng lớn để gặp nhau. Như người dân. Một vòng trái đất. Em ngồi đây. Anh ngồi đây. Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa. Không nói gì. Không nói gì. Dường như chúng ta chưa từng quen. Chắc chắn, mình nghĩ chắc chắn đây là xe Hàn Quốc. Mình có thể khẳng định 100% đây là xe Hàn Quốc. Bởi vì những xe mấy mình gặp đều là xe màu khác. Xe Việt Nam là màu khác đúng không anh? Chắc chắn là đây rồi. Anh em ơi, phía kia chính là bên trưởng Hàn Quốc anh em nhé. Như vậy chúng mình đến đúng nơi rồi. Thủ môn đẹp trai của Hàn Quốc đây rồi anh em ơi. Oppa Hàn Quốc đẹp trai và chúng ta hâm mộ Messi của Hàn Quốc đây rồi. Messi Hàn Quốc đi cuối. Lee Sang-woo. Ok. Như vậy là cầu thủ Hàn Quốc đã có mặt ở đây hết rồi. Các em gái Hàn Quốc đang có vẻ rất chết mê chết mệt, đang cười rất là phớ lờ khi thấy cầu thủ đi qua kìa. Đấy, như vậy là đủ hết rồi nha anh em nhá. Chúng mình chỉ còn chờ đợi là tí nữa xem một chụp ảnh với cả xin chữ ký không thôi. Hãy cố gắng hơn nữa, hãy cố gắng hơn nữa. Bây giờ đội Hàn Quốc đang họp trong kia. Hàn Quốc sẽ đá với cả Uzbekistan vào 16 giờ chiều ngày 27 anh em nhá. Sau đó sẽ là trận đấu với Việt Nam. Chúng mình đang bàn xem là sao xin chữ ký được và chụp ảnh được anh em. Rất là khó khăn đấy, tại vì tốc độ đội Hàn Quốc đi qua rất là nhanh luôn. Vừa xong đi qua như một cơn gió anh em nhìn thấy đấy, là biết rồi đấy. Đây là GoPro nhá, mình sẽ gắn lên đây. Tí nữa cầu đi qua thì quay góc này luôn. Còn đây điện thoại cần phải selfie luôn này. Đấy, ngoài bên kia chuẩn bị sẵn rồi. Đấy, nghe thấy hành trình của mình chỉ vài giây rất là ngủ nên để cố gắng. Hy vọng là sẽ thành công. Rất là mệt rồi, hôm nay mất nhiều thời gian lắm rồi. Anh em mình quên bấm like chia sẻ ủng hộ chúng mình nhá. Đi lại về hết hơn 4 tiếng đồng hồ xong rồi bây giờ lại còn phải như thế này nữa đấy. Hiện tại thì bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Không biết là chúng ta có thành công hay không. Hay thất bại đây. Thất bại hay thành công thì anh em cũng hãy ủng hộ chúng mình nhá. Vì chúng mình đã cuồng hết sức rồi. Hy vọng là mọi người sẽ đồng hành, hãy luôn bấm like, chia sẻ và hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phúc và Ngọc Anh. Cánh cửa kia sắp mở ra rồi. Hãy mở ra đi. Và Son Heung-min sẽ bước ra. Hy vọng là xin được chữ ký. Son Heung-min rồi. Như vậy là chụp ảnh thì mình chưa chụp được. Tại vì ảnh của mình nó hơi xa quá, có mỗi Hiếu chụp được thôi. Mình chưa Hiếu rồi, ok. Còn anh định selfie mà chưa thành công. Không sao anh em, bây giờ có chữ ký rồi. Như vậy là anh em nào có xin chữ ký của Son Heung-min không? Hãy comment ở đây đi, hãy comment, hãy bấm like, hãy chia sẻ video này. Mình sẽ chọn ra mọi người nhất. Nhận được chữ ký của Son Heung-min mà chúng mình phải cố gắng trong vòng 5 tiếng đồng hồ để có thể xin được chữ ký này. Và mình sẽ có một kết quả trên Facebook của mình nhá. Vì vậy anh em hãy lên Facebook của mình xem nữa nhé mọi người nhé. Ok, Facebook mình để đây. Ok.
hãy comment thật ý nghĩa vào, thật hay vào nhé mọi người nhé. Bye bye mọi người.